thánh Giuse vinh hiến trên nơi dịu quang. Người được Thiên Chúa phong ban tước lộc cao sang, nhớ khi sanh tiền cha đã giữ gìn thánh thất. Dám xin hô phù đoàn con cái nơi trần gian, mừng lạy cha chi nhân chi lành, là bạn thành sanh đức nữ chi, nhân đức cha dạng lời soi chiếu muôn nhìn đời, nguyện chào con nói xấu người liên để sau được vinh phúc vô biên. Lạy thánh Giuse khi sống trên nơi trần ai, người hàng chiêm ngắm tôn nhan Chúa Trời ngôi hai, dám xin cha lành cho chúng con dày ở thế, vững tin không rời và yêu Chúa không hề phai. Mừng lạy cha chi nhân chi lành, là bạn thân sanh. Nhân cha và con và thân thần. Yêu của Chúa Cha và thông hiệp của Chúa Thánh Thần, từ cùng tất cả anh chị em và cùng cha. Kính thưa cộng đoàn công ông, hôm nay ngày 30 tháng 4 ngày thống nhất đất nước, cũng là cộng đoàn của chúng ta cất riêng anh em đồng hương giáo xứ Bắc Trạch chọn thánh Giuse thờ mùng 1 tháng 5 làm buổi mạng của mình. Chúng ta trong một đoàn tóc tay thì chúc mừng nhau trong những ngày đất nước thống nhất nhất là. Quả thật, cuộc sống của con người luôn luôn lao vào cái sự làm việc, và làm việc để có của ăn, của uống. Thế nhưng, chúng ta cứ làm mãi, lại chẳng có bao giờ có thể đủ được. Chính vì thế mà trong giây phút này, anh em giáo xứ Bắc Trạch đồng hương với nhau để tụ họp nơi đây với sự sống của trần gian này, tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta mọi công ăn việc làm trong cái đời sống, để rồi qua những cái công ăn việc làm của chúng ta làm vinh danh Chúa trong cái cuộc sống của mình. Ta ban qua một buổi chiều và một buổi sáng
đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất và mọi vật trang điểm của chúng đã hoàn thành. Ngày đó là lời Chúa. Trong tay ngài là phải lao động chăm chỉ và vất vả
để bảo vệ đời sống vật chất cho gia đình. Những giọt mồ hôi, những đường cương, những sự tính toán của thánh Giuse trong mọi công việc như là tăng thêm gia vị đậm đà cho đời sống hạnh phúc gia đình ở Nazareth. Và quá trình đau từng miệt mài để xây dựng mái ấm gia đình yêu thương của Ngài là bắt đầu. Tuy nhiên, cái cuộc sống không phải lúc nào cũng êm xuôi như mặt nước biển hồ, nhưng là đang xen với những đau khổ và thử thách. Thế nên trước mọi biến cố thăng trầm của dòng đời, Thánh Giuse đã không chủ nước với những khó khăn để đón nhận thánh ý của Thiên Chúa với một niềm tin yêu phóng thoáng và kể trôi. Chẳng hạn như chúng ta về Ngài đã phải vật lộn với những cơn mân áo từng ngày để nuôi sống gia đình. Và khi cuộc sống mới được ổn định một chút thì lại ra ngoài trở về Nazareth. Cũng chưa hết, Ngài mới trải qua những giây phút khắc khoải nhất để đi tìm kiếm con, nhưng không một lời than vãn. Và cuối cùng, Ngài đã âm thầm lao dọc lao động suốt 30 năm ở làng Nazareth để xây dựng và bảo vệ cuộc sống ấm êm cho gia đình thánh gia. Vâng, cái hành trình cuộc đời của Thánh Giuse là những bước không thăng trầm, không phải yêu thánh bổn mạng Giuse của mình. Chúng ta cùng tha thiết cầu xin. Hồi thánh tôi mời gọi các khi lo hiểu, đặc biệt là các người cha trong gia đình, luôn xem Thánh Giuse là một sao trường gương mẫu về mọi mặt và cố gắng noi gương người. Chúng ta hiểu lời cầu xin cho các người cha trong gia đình, biết cố gắng không trông về những gì ôi hay lo dài. Xin cho lời giúp đỡ. Thánh Giuse luôn lao động cần cù để nuôi dưỡng thánh gia cũng như để làm tròn thánh ý Chúa. Chúng ta hiểu lời cầu xin cho mọi người đang trong thiên tai nạn này, biết dùng lao động trí óc và tình Chúa nhân từ. Thánh Giuse là con thầy của Hội Thánh Việt Nam. Chúng ta hiểu lời cầu xin cho người chưa. Thank you.
son xin đại diện lễ vật chúng con dâng linh nhân trương thân nhân nhân ngày lễ thánh du xe thơ chúng con phần khấn lại xin Chúa cho buổi lễ này thương giúp chúng con chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Chưa ban chị em chúng con xin kính chúc quý cha luôn an khang mạnh khỏe
sáng suốt để dẫn dắt đoàn tiên mà Chúa đã trao phó, trong đó có anh em chúng con. Chúng tôi xin cảm ơn ban hành giáo sở tại đã giúp đỡ chúng tôi nhân ngày phần lễ hôm nay. Chúng tôi cũng xin cảm ơn ban đoàn giáo họ đã dâng lời ca tiếng hát để thánh lễ được thêm phần sâu sắc, và cũng xin cảm ơn cộng đoàn đã về tham dự thánh lễ hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria và Thánh cả Tư Xe Quan Thầy tương đổ muôn hồng muôn phúc lành trên quý cha và toàn thể cộng đoàn. Sau đó chúng con có những hoa nhỏ cho em để tỏ lòng chân thành chúng con tri ân hai cha, xin hai cha thương nhận. Tước lộc cao sang, nhớ khi sanh tiền cha đã giữ gìn thánh thất, dám xin hồn